chú. Hôm nay với ba con đi thăm của con nghe cô chú. Mời cô chú đi ăn chị với con. Nhìn đằng chim bạn cò bay các bạn ơi, mình lại ra ba đi hết trơn các bạn. Nay mũi quá, mình mới đưa bé chu chu về nhà các bạn, tại vì mũi quá trời mũi, các bạn thông cảm nhé. Cò mình mất đợi đây, nó bay đi hết trơn. Mình đi ngày nay mình đi lần thứ hai các bạn, khó quay quá trời. Mà thấy không, bay thấy mình bay lượn không đậu vô. Đúng, chúng bay vừa bay các bạn, mà thấy không, còn nhiều lắm các bạn. Mà thấy được, đụng giờ mình vừa bước ra lại cho chỗ ở của mấy chúng ta cần bảo tồn các bạn, chứ giờ ai cũng sẽ bắt quát rồi, hở ra là bắt. Còn có một số đậu cây các bạn, đụng ra mình lại là động đậy là nó bay hết lên. Có gì các bạn thông cảm với mình nha. Các bạn thấy không, có nhà một số chú chim nhỏ bay từng đàn các bạn, bay đậu trên cây đẳng. Chúng bay nè, chúng bay lượn qua các bạn. Bay lượn từng đàn các bạn. Các bạn bây giờ mình sẽ quay chúng. Nói chút cò chim đang tập trung ở cây mắm này nhiều lắm các bạn. Mình sẽ qua bển cho họ bay đi. Chữ đóng nhiều của các bạn. Các bạn nghe tiếng chị e kêu không? Các bạn thích không? Mấy chú mình rất là có rất là thấy mình thấy rất nhỏ. Đây là chú chim sâu nhỏ đó các bạn. Nhưng bắt cá các bạn. Thấy bạn thấy như sao? Đẹp quá đẹp các bạn. Đấy. Bây giờ đám cây này đang hôm nay chuyển qua bên này các bạn, mấy bữa trước là bây giờ bay về từng đàn các bạn, đáp các bạn nhiều lắm các bạn nghe kêu không. Chúng ta nên bảo tồn, nay giờ còn những cái mắm thôi các bạn, giờ họ
chặt cây thì sẽ nên địa điểm sinh sống của di trú của mấy cả hẹp dần cho nên ở nhóm theo nhóm thì mình không nói chuyện lớn được, các bạn thông cảm cho mình nha. Thì mình nói chuyện lớn thì sẽ làm đồng đầy bay hết các bạn. Mình đọc nó cũng bằng không biết tiền được bạn. Quá trời luôn. Tranh dành cho ngủ các bạn ra ông. Cò đang bay thì xấu ông chuyên quay. Động nó bay đi rồi, nó vòng vòng lại mà nó quay lại.
động cái nó bay vậy lắm. Hành động của họ nó bay đi các bạn, nhiều lắm, cò chim nhiều lắm. Đó, chút cái bãi đó các bạn. Không có thấy không? Bay theo đèn các bạn. Còn cái này là nhóm bên này là những chú cò trắng các bạn đang đậu các bạn, các bạn thấy không? Mình không có lại gần được, các bạn thông cảm vô. Nó nhát. Chắc hôm nay bữa nay mình quay vô là phần cuối của video các bạn. Thì mình quay hoài sẽ động chỗ ở của chúng, thì chúng sẽ về đi chỗ khác. Cho nên không tốt cho bầy cò đâu. Cho nên hôm nay mình sẽ cố gắng quay, các bạn thấy không? Mình không thể nào lại gần được. Lại gần là nó bay hết trơn. Tiếp video đây các bạn. Bây giờ mình chỉ xin các bạn là chúng ta cùng chung tay bảo vệ thế giới động vật hoang dã các bạn, để cho họ nhìn thấy chúng ta cân bằng. Các bạn thấy không? Thì mình không thấy, mình đang lại gần sợ nó bay đi với các bạn. Mình chỉ quay ở tầm xa thôi. Bản đang bay một bầy bản các bạn. Lượng đầu bao nhiêu đó. Thấy người này chúng ba làm cho mình vòng vòng. Bạn thấy không? Bay ra ngoài. Người đó bay đó. Bài theo bài gì nữa các bạn. Đây, mình đang đứng ở tầm xa xa chừng vài chục gần trăm mét các bạn, mà nó động nó thấy người hơi các người nó bay gì nó nhát lắm các bạn, tại vì mọi người săn bắt nhiều quá cho nên giờ thấy người đã chúng sợ. Lại càng mà nó bay từng nhóm, bay mấy nhóm nữa các bạn, lại càng gần nó càng bay.
trời tối rồi thôi mình không thấy nữa, bạn đây là cảnh chiều. Là bây giờ chỉ còn mấy chút nhỏ bay vòng vòng nữa các bạn. Thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc các bạn. Giờ tối rồi. Đây là cảnh trên đồng quê hương của mình. Chào các bạn nha.